Tim tha thiết chuyện đoàn tụ Trương Quỳnh Anh nhắn gửi thông điệp ở bên nhau không cần phải có phận mà rất cần có nhiều cố gắng về phía tim tỏ ý muốn đoàn tụ cả gia đình ba người thì trương quỳnh anh lại úc mở khó có thể quay lại với chồng cũ. câu chuyện gia đình của tim và trương quỳnh anh vẫn là chủ đề nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ mặc dù đã đứng ai nấy đi thế nhưng không ít khán giả vẫn hy vọng cả hai sẽ sớm quay trở về bên nhau như chưa có gì xảy ra cách đây không lâu tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi không chạy sâu tim đưa bé sushi đi du lịch ở vũng tàu anh đăng hình ảnh hai cha con nam ca sĩ kể về sushi và nhắc đến một người quan trọng, tin rằng một ngày nào đó cả gia đình sẽ đoàn tụ. Nam ca sĩ ẩn ý viết, ngày hôm qua Hữu Duyên xem được một clip của anh Johnny Trí Nguyện nói về hạnh phúc, mới hiểu ra mình đang sống với quá nhiều áp lực và gánh nặng. Hạnh phúc là khi mình buông bỏ hết quá khứ, suy nghĩ về nhẹ nhàng tận hưởng hiện tại. Mấy nay sushi ngày nào cũng đói đi bắt ốc, thế là chở sushi đi biển, liền bắt ốc và không tính toán gì trước, Hạnh phúc là đây mà bấy lâu nay ta cứ tìm kiếm xa xôi. Dù vẫn còn thiếu một người rất quan trọng, nhưng mình tin đến một lúc nào đó, chúng mình sẽ loại đoàn tụ. We miss you. Bài đăng của Tim nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả. Nhiều người tỏ ý mong muốn anh và Trương Quỳnh Anh sớm tái hợp. Sau khoảng thời gian im lặng, mới đây Trương Quỳnh Anh đã có động thái mới nhất ước mở việc khó có thể quay lại với chồng cũ. Cụ thể, giọng ca dành cả thanh xuân cho một người đăng tải hình ảnh của cô đi kèm là thông điệp để gặp nhau thì cần có duyên còn ở bên nhau không phải cần có phận mà cần có rất nhiều cố gắng với chia sẻ của trương quỳnh anh khiến nhiều người cho rằng nữ ca sĩ vẫn muốn thử thách thêm để th để thấy được chồng cũ và mình có đủ cố gắng để ở bên nhau hay không động thái mới nhất của cô hoàn toàn trái ngược với thái độ săn đón và công khai bày tỏ tình cảm của chồng cũ thời gian gần đây tim liên tục lấy lòng vợ cũ khi chủ động chia sẻ hình ảnh MV mới của Trương Quỳnh Anh. Nam ca sĩ còn để lại lời nhắn, anh chúc MV mới của em đạt triệu view, anh vẫn ở địa chỉ cũ em nhé. Với những hành động của anh khiến fan và bạn bè cùng thể hiện sự ủng hộ nếu cặp đôi cố ý tái hợp.